Chào các bạn, bữa nay mình làm cái clip này tại vì là mình thấy hổng gà ở trên mạng các bạn, mình thấy nó đang xôn xao mấy vụ mà hay bị lừa mua đồ của mạng nè, chuyển cọc này kia đó, nên mình lên làm clip này là mình muốn góp ý chia sẻ với anh em một chút xíu về vấn đề là mình mua đồ qua mạng ha. Thì bây giờ mấy cái đồ này chơi là nói chung là bây giờ hay thì bây giờ nó hiếm mua, thì ở ngoài tiệm mà gần gần ở chỗ mình ở thì nó không có, thành ra mình phải mua đồ ở xa hoặc là mình mua những chỗ nào mà người ta bán lẻ, thành ra nó phải chuyển cọc trước cho nó trước, còn không thì người ta đâu có gửi cho mình. Bây giờ không có ai mà bạn không chuyển cọc là bây giờ ta bán không có ai mà không gửi cho bạn, ai gửi cho bạn được, bạn phải chuyển cho người ta ít nhất là cũng phải 100.000 tiền cước rồi người ta mới gửi cho bạn được. Chuyển cho mình thì mình không chuyển cho người ta thì mình sợ ta lừa mình, mình chuyển thì mình sợ người ta cũng sợ mình lừa người ta, thì nói chung là hai bên đều sợ nhau hết. Nhưng mình làm cái clip này là mình để chia sẻ cho cái cách mà mấy bạn mua đồ mà ít ít hạn chế nhất là cái bị lừa thôi, chứ không phải là không bị, nhưng mình hạn chế ít nhất thôi. Mình thấy có nhiều bạn mua đơn giản thì ra dễ bị lừa. Thứ nhất là bạn muốn mua đồ đúng không, cũng giống như mình bán nè, mình cũng làm theo cách đó thôi. Thứ nhất là bạn muốn mua đồ của ai đó thì bạn phải kết bạn Facebook như người đó, hoặc Zalo, Facebook, nhất là Facebook đó. Facebook kết bạn Facebook rồi mình coi người ta đăng đồ lên bán, có đăng lên trang cá nhân hay không, rồi người ta có thường xuyên bán đồ hay không, người ta có chơi cái loại xe đó không đó. Rồi ví dụ như mình coi xong rồi mình xét đủ thứ cho mình, chứ như mình coi người ta bán đồ đó, món đồ đó người ta có chơi không, rồi mình coi người ta có bán nhiều loại đồ hay không đó, rồi mình xin số điện thoại người ta, rồi mình xin chứng minh của người ta, rồi mình xin cái địa chỉ nhà luôn, đủ hết trơn luôn đó. Rồi xong rồi mình gọi điện qua Messenger, mình thấy cái món đồ mình muốn mua luôn, nếu mà người ta thấy khó khăn quá người ta làm cho mình xin thì mình đừng mua, cái người đó không bao giờ thiệt tình nha, bán đồ phải thiệt tình ta mới mua được. Như mình muốn bán, ai muốn xin cái gì mình cũng cho, ví dụ như giờ là muốn xin điện thoại, muốn kết bạn Facebook, hay là muốn xin số nhà, chứng minh nhân dân, hay tài khoản ngân hàng đó, hay là muốn gọi điện thấy hình, mình đều chịu hết, cái nào cũng chịu, tại mình muốn bán mặt hàng của mình, đúng không? Mình phải cho người ta thấy được mặt hàng của mình, thấy rồi mình chỉ người ta coi những cái gì thấy không gửi á, người ta coi luôn, khỏi mất lòng anh em. Còn mà bán mà qua lo thì khó lắm. Thứ nhất nhiều khi người ta mượn hình ảnh ở đâu đó người ta bán cho mình, anh cũng không biết đó. Rồi các bạn thấy ham rẻ bạn nhờ không mua. Như bạn đánh giá cái giá trị của cục hàng, ví dụ như cục hàng đó người ta đang bán ngoài thị trường là 4 triệu đi, người kia bán 2,5 triệu, thì các bạn có đánh giá lại cái vấn đề này, nó rẻ quá, bạn có tin tưởng không? Rồi bạn phải coi đúng cái tiền, bạn vô bạn cọc trước 500. Rồi vấn đề cọc á là mình phải định giá mua đồ của mình, ví dụ bây giờ mua đồ của mình là cái tiền cước từ chỗ mình cái đó khoảng chừng 100.000 thì mình cọc 100.000, tại vì mình không lấy thì cũng trả về cũng đâu mất tiền của người ta đâu đó. Ví dụ vậy mình đây mình cọc thường là 100, cái nào mắc lắm 200 là nặng lắm 200 thôi, mình thường là 100. Tại trường hợp là người ta không lấy thì hoàn về là mình không có lỗ thôi, còn nếu mà ai không cọc thì mình không ship, mình không bán luôn đó. Còn ai muốn tin tưởng thì muốn xin chứng minh nhân dân, số nhà hay là điện thoại hay là gọi Messenger các kiểu mình đều đồng ý hết, thậm chí mình muốn gọi giác nào mình rảnh là cứ rảnh, rảnh là mình gọi, rảnh là mình gọi cho người ta coi liền đó. Còn cái nào nó bị lỗi không lỗi gì mình nói tao biết luôn cho nó khỏi mất lòng anh em đó. Còn cái người nào lâu lâu nhào ra mua món đồ bán món đồ, bạn phải để ý người đó biết người ta có bán thì không, rồi bạn phải gọi điện cho người ta nữa, thấy được hình món đồ mua không nữa. Rồi mấy người đó người ta bán đồ thường xuyên không, người ta những cái chơi với ai có ai vô bình luận trang cá nhân của người ta không hay là gì không, hay là nhiều khi nó không đăng lên trang thú nó mà đăng bên nhóm mình cũng không biết nữa, mấy người đó cũng không phải điều tra kỹ mới được. Còn mấy người ta bán đồ hàng uy tín có tiệm này kia thì các bạn khỏi sợ đâu, người ta đã bán có cửa hàng đầy đủ cho thì các bạn phải chuyển khoản cho người ta, người ta mới gửi cho bạn thôi. Mấy người đó người ta bán có cửa hàng đủ, người ta đâu có gạt bạn làm gì, 100-200 ngàn làm gì. Mình thấy có nhiều người giờ đâu đâu cái post lên cọc mất cọc, lo cái post là mất cọc, mà bán qua những cái người đó vô coi trang cá nhân thì không có hình đó, rồi không có địa chỉ rõ ràng đó, rồi nhiều khi họ chưa gọi điện thấy cục cái đồ muốn đồ mình muốn mua nữa, rồi cũng chốt luôn tùm lum cái đường chốt, rồi cuối cùng mất không post lên là bị lừa này kia, rồi ham rẻ thấy một đồ sợ người ta mua trước mình cái mình post lên đó, chào nhà hốt liền, hốt nhanh hơn ta, cuối cùng chuyển cọc cái rẹt 500 triệu rồi xong họ mất luôn. Mình chuyển là chỉ như đủ tiền cước thôi, ai không chịu thôi đó. Mà mua phải thấy cho người ta thấy đồ, gọi điện các kiểu rồi xin số điện thoại đủ thứ chứ,
mua gì cái gì các bạn mua nhanh quá chưa kịp nha, các bạn nhào vô bạn hốt liền. Nhiều khi cũng máy người ta bán 6 triệu, bạn ta bán 3 triệu, bạn nhào vô chốt liền 500 cọc mà chưa có biết cái người đó có kết bạn gì đó chưa nữa. Phải kết bạn Facebook, phải xin số điện thoại, xin số nhà, xin số tài khoản ngân hàng, rồi gọi điện thấy cục máy của mình, thậm chí thấy mặt của người mua luôn, rồi thấy cái cục máy mày luôn, kêu người ta đưa cho mình coi mặt vô cục máy mày luôn nữa, có đàng hoàng hay không nữa, hiểu gì mình mua. Chưa cho bạn ơi đăng lên cái chốt cái chuyển khoản cái cục, chưa thấy hàng mình, chưa thấy gì hết trơn, chưa biết số nhà điện thoại, chưa kết bạn luôn, mua luôn cục, rồi xong cái mất bởi mất cọc cái người đó, cái mới muốn gặp cái người thiệt tình đó bán cho bạn đó, thôi tôi bị kia nó lừa vậy tôi không cọc anh chứ, tại nó là do bạn chưa có tìm hiểu kỹ cho các bạn cọc người ta liền cái cục, cái bị người ta lừa mốt rồi hết dám, cái người thiệt tình ta bán các bạn cũng không dám mua luôn nữa đó, anh ra mất cái người uy tín, có người uy tín đâu cũng không mua được. Thì mình chia sẻ sơ sơ, các bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay hơn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip sau ha, mình thấy cái gì mà hay hay hơn thì mình sẽ chia sẻ nào. Clip sau thì mình sẽ chia sẻ về có thể là coi tiếng máy xe này kia, coi xe chơi xe mua sao đó, rồi coi chú khung chú cừu này kia, mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn mới chơi. Còn mấy bạn nào chơi lâu rồi chắc cũng không cần thiết phải coi đâu, tại vì người đó kinh nghiệm ta nhiều rồi, mình chỉ cho mấy người mới chơi thì lúc nào cũng phải có người mới chơi chứ, ai rồi cũng phải có người chơi, người chơi này qua rồi tới người kia chơi chơi hoài thì có người mới chơi vô hoài vậy đó. Mình cái người nào chưa biết thì mình chỉ người ta, còn người nào biết rồi thôi. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau rồi nha.